Lưu Dung, tỷ tướng Lưu Gù nổi tiếng của Thanh Triều. Với nhiều người, bộ phim truyền hình Trung Quốc Tỷ tướng Lưu Gù đã trở thành một phần ký ức tuổi thơ. Nội dung phim kể về Lưu Dung, một vị quan yêu nước thương dân, tuyệt đối trung thành với triều đình, sẵn sàng đấu trí với sủng thần hòa thân. Và nhân vật từng làm mưa làm gió một thời trên màn ảnh nhỏ ấy không phải là nhân vật hư cấu. Giống như trong phim, Lưu Dung ngoài đời là một học giả lớn, học rộng, uyên thâm. Đặc biệt, còn có nhiều điều thú vị về ông mà có thể nhiều người chưa biết. Sự thật đằng sau biệt hiệu Lưu Gù. Lưu Dung tự là Sùng Như, hiệu là Thạch Am. Sinh năm 1719, quê ở thôn Bàng Qua Trang, trấn Chú Câu, nay là thành phố cấp huyện Cao Mật, Sơn Đông, Trung Quốc. Ông là con trai của quân cơ đại thần Lưu Thống Huân, chức vụ tương đương với tể tướng thời xưa. Cuộc đời ông trải qua 4 đời vua: Khang Hy, Ung Chính, Càn Long và Gia Khánh. Do sự nổi tiếng của bộ phim Tể tướng Lưu Gù, nên nhiều người cho rằng Lưu Dung bẩm sinh đã bị gù lưng. Tuy nhiên, theo dân gian truyền khẩu, ông không phải là bị tật từ nhỏ mà đến năm 40 tuổi mới bị. Chính Kỷ Hiểu Lam đã đặt cho ông biệt hiệu là Lưu Lao Oa Tử, có nghĩa là ông Lưu Lưng Gù. Gần đây, các nhà sử học cũng đưa ra bằng chứng cho thấy Lưu Dung không phải là người gù bẩm sinh. Nhà sử học Khương Vĩ Đường trong tác phẩm Biệt hiệu Lưu Gù có khẳng định: thời nhà Thanh có tiêu chuẩn tuyển chọn quan lại dựa trên thân, ngôn, thư, pháp. Có nghĩa là ngoài thi cử đỗ đạt, người muốn làm quan phải có mặt mũi dễ nhìn, dáng vẻ khí khái. Lưu Dung năm xưa thuận lợi tiến vào chốn quan trường, ắt không thể là một người gù bẩm sinh. Thêm nữa, mặc dù được dân gian gọi là tể tướng Lưu Gù, nhưng Lưu Dung lại không làm chức quan đó, và nhà Thanh cũng không đặt ra chức tể tướng. Chính xác thì chức tể tướng ở các tiền triều Trung Quốc tương đương với chức quân cơ đại thần ở nhà Thanh. Tuy nhiên, Lưu Dung cũng chưa làm tới chức quân cơ đại thần bao giờ. Trọng thần thời Càn Long. Dưới ảnh hưởng của cha, Lưu Dung bước vào con đường khoa cử. Ông tham gia thi hội, thi đình vào năm Càn Long thứ 16, 1751, đỗ nhị giáp đệ nhị danh, được cử đến địa phương trong suốt 20 năm. Năm 1755, do có liên đới đến vụ việc Tây tướng quân Ái Tân Giác La Vĩnh Thường rút quân đột ngột, nên cha của Lưu Dung bị cắt chức, hoạch tội, bản thân ông cũng bị bãi quan bắt giam. Sau khi vụ án được giải quyết, nhà họ Lưu được xá tội, Lưu Dung lại ra làm quan. Nhưng đến năm 1773, cha qua đời, ông lại xin từ quan để về quê chịu tang. Năm 1776, sau khi thời gian chịu tang kết thúc, Lưu Dung được bổ nhiệm làm nội các học sĩ rồi làm tuần phủ Hồ Nam. Trong thời gian này, ông đã xử lý nhiều vụ án, trong đó có vụ điều tra tội tham ô của tuần phủ Sơn Đông. Sau vụ án, Càn Long bổ nhiệm Lưu Dung làm thượng thư bộ công. Về sau, ông còn được bổ nhiệm làm thượng thư bộ lễ, sau đó là thượng thư bộ lại. Trong suốt những năm tháng làm quan dưới thời Càn Long, không chỉ là một nhà chính trị, Lưu Dung còn là một nhà thư pháp nổi tiếng. Vì có tài có đức nên Càn Long bấy giờ rất yêu mến, trọng dụng ông và thường hay bỏ qua một số lỗi lầm. Nhiều lần hòa thân cố tình làm khó Lưu Dung, nhưng Càn Long luôn giăng tay che chở để ông được bình an vô sự. Lưu Dung cũng là người rất có danh vọng trong lòng dân chúng thời đó, được mọi người kiêng nể. Bạn đang xem video tại kênh Người Nổi Tiếng, đừng quên nhấn nút đăng ký bên dưới để ủng hộ nhóm nhé! Hòa thân, Lưu Dung, cuộc đối đầu thú vị. Dù chênh nhau tới 30 tuổi, nhưng giữa Lưu Dung và Hòa Thân lại có một lịch sử đối đầu dai dẳng. Tuy nhiên, khác với nhiều cuộc đối đầu quan trường khốc liệt trong lịch sử, cuộc đối đầu giữa Hòa Thân và Lưu Dung có vẻ thú vị, nhẹ nhàng hơn nhiều. Hòa Thân dù ghét Lưu Dung, nhưng chưa bao giờ dám ra tay thâm độc. Lưu Dung dẫu khinh thường Hòa Thân, nhưng cũng không hề trực tiếp đả kích đối thủ. Hơn nữa, Hòa Thân chỉ là tham quan, nịnh thần, chứ thực chất không phải là gian thần tặc tử. Cuộc đối chọi đầu tiên giữa họ là vụ án tham ô của Quốc Thái, bác ruột của một phi tần rất được Càn Long sủng ái, lại có quan hệ với Hòa Thân. Năm 1777, Quốc Thái được phong làm Tổng đốc Sơn Đông, ra sức tham nhũng. Năm 1781, Càn Long phái Hòa Thân và Lưu Dung tới Sơn Đông để điều tra vụ tham ô. Hòa Thân cố tình viện cớ bận công việc, trì hoãn điều tra, đồng thời cho người đến báo tin cho Quốc Thái, dặn dò phải chuẩn bị lương tiền trong kho cho đầy đủ.
Khi Lưu Dung đến nơi, cho kiểm tra trong kho, tiền bạc vẫn nguyên vẹn. Tuy nhiên, khi phát hiện phần lớn số bạc trong kho không có hình ấn tín của quốc khố bên dưới, ông quyết định điều tra đến cùng, sau đó báo cáo thẳng lên triều đình mà không thông qua hòa thân. Kết quả Quốc Thái bị phát hiện tham ô 8 vạn lượng bạc và bị xử tử. Việc này khiến cho hòa thân bị Càn Long trách mắng rất nhiều. Sau vụ đó, hòa thân thách Lưu Dung dám bắt lỗi vua. Nếu không dám thì phải vái ông ba vái. Lưu Dung nhận lời. Lúc vào triều, ông đứng ra trình bản tấu muốn kể tội hoàng thượng, tội trộm mồ mả. Hoàng thượng không nhớ, mấy năm trước cung Càn Thanh tu sửa cần gỗ gấp. Người phải hạ lệnh dỡ lăng của viên tướng nhà Minh ra lấy gỗ. Đó chẳng phải là tội đào trộm mộ sao? Chuyện này hạ thần tự tay đi làm, sợ khó thoát tội, nên xin hoàng thượng chịu phạt cùng. Càn Long nghe vậy đổi giận làm vui, còn bắt hòa thân vái Lưu Dung ba vái. Hay như vào một dịp đầu năm, do biết chính xác thời điểm hòa thân vào cung, Lưu Dung thực hiện một màn chơi khăm thú vị. Lúc đó Bắc Kinh ngập gió tuyết, đường xá lấm bùn trơn trượt. Lưu Dung đến đứng sẵn trên con đường vào cung, đón kiệu hòa thân, quỳ xuống một cách kính cẩn. Thấy thế, hòa thân cũng đành vội vàng trả lễ. Cũng vì vậy mà lớp áo da beo màu trắng loại thượng hạng của ông dính đầy bùn đất. Khi hai người cùng đứng lên, hòa thân lúc đó mới phát hiện Lưu Dung chỉ khoác một chiếc áo khoác cũ nát chẳng đáng giá mấy đồng. Năm 1797, Thái tử Vĩnh Diễm lên ngôi, tức Hoàng đế Gia Khánh. Lưu Dung được thăng làm Thượng thư Bộ Lại, kiêm chức Thể Nhân Các Đại học sĩ, phụ trách việc tổ chức khoa cử tuyển chọn quan lại. Hòa thân rất không vừa ý nên tâu rằng việc tuyển chọn quan lại rất quan trọng, phải do Sở Quân Cơ, vốn do ông đứng đầu chủ trì, Bộ Lại chỉ nên trợ giúp khảo sát. Tuy nhiên, việc tuyển chọn quan viên do Bộ Lại quản lý vẫn là quy định từ xưa của nhà Thanh. Hơn nữa, Lưu Dung lại làm việc rất thanh liêm, không có sai sót. Không đạt được mục đích, hòa thân nghĩ ra kế đánh vào tâm lý của Càn Long, lúc này đã là Thái Thượng Hoàng, nói rằng Gia Khánh trọng dụng Lưu Dung vì muốn nắm quyền kiểm soát quan lại trong thiên hạ. Càn Long nghe vậy, giáng chỉ chuyển Lưu Dung làm Thượng thư Bộ Công. Chức Thượng thư Bộ Lại sẽ do Phúc Trường An, một tay chân của hòa thân đảm trách. Việc tuyển chọn quan lại do Sở Quân Cơ chủ trì, Bộ Lại hỗ trợ. Gia Khánh từng nói, quan viên trong thiên hạ đều từ cửa nhà họ Hòa mà ra cả. Đến năm Gia Khánh thứ tư, ngay sau khi Càn Long qua đời, Lưu Dung được cử làm Thái tử Thiếu Bảo, được Gia Khánh chỉ định xử lý vụ án của Văn Hoa Điện đại học sĩ hòa thân. Lưu Dung cho rằng vây cánh của hòa thân quá đông, nếu điều tra rõ ngọn ngành sẽ gây ra một trận sóng gió lớn chốn quan trường, làm nguy hại triều đình. Vì vậy, ông xin hoàng đế chỉ nên trị tội kẻ cầm đầu là hòa thân bằng cách cho phép tự tử tại nhà, không tử hình gia quyến để tránh đả động, gây bất ổn tới các quan viên khác từng là thuộc hạ của hòa thân. Hòa thân tự vẫn tại phủ vào ngày 22 tháng 2 năm 1799, lúc mới 48 tuổi. Khi hòa thân chết, Lưu Dung cũng đã 80 tuổi. Cả đời bị hòa thân gây sức ép, những năm tháng cuối cùng, ông trở thành viên quan có ảnh hưởng lớn nhất dưới triều Gia Khánh. Vào năm 1805, Lưu Dung 86 tuổi, ra đi trong sự thanh thản, khép lại một cuộc đời nhiều truyền kỳ. Bí mật đời tư. Bằng tài năng và đức độ của mình, Lưu Dung đã trở thành nhà chính trị, nhà văn hóa được hậu thế đời đời ngưỡng mộ. Thế nhưng đời sống riêng tư của ông cho tới nay vẫn ẩn chứa nhiều bí mật. Gia phả của Lưu Gia ghi lại, Lưu Dung từng thành thân với một người tên Đan Thị Cao. Còn trong cuốn Nghệ Chu Song Tiếp có ghi, Gia Thành, chỉ Lưu Dung, có nhiếp phu nhân Hoàng Thị là người gốc Gia Hưng. Một số nguồn sử liệu thậm chí khẳng định, bên cạnh một chính thức, trong Lưu Phủ năm xưa còn có tới 3 người thiếp. Trong cuốn Thư Lâm Kỷ Sự, Mã Tông Hoắc từng viết, Thạch Am, tên hiệu của Lưu Dung, có 3 người thiếp, đều có thể thay ông chắp bút. Cũng có học giả khẳng định ở tuổi 50, vì không có con trai nên Lưu Dung còn cưới thêm mấy tiểu thiếp với hy vọng sinh được người nối dõi. Trong Thanh Sử Cảo, phần Lưu Dung truyện không hề ghi chép về con trai của Lưu Dung. Về sự khuyết thiếu trong ghi chép này, các nhà sử học đặt ra 3 giả thuyết. Một là con trai của ông thiếu xuất sắc, không đáng lưu danh sử sách. Hai là vì Lưu Dung quá xuất chúng, nên sử sách dành phần lớn nội dung để ca ngợi ông, thay vì nói về đời sống riêng tư. Ba là vì ông vốn không có con ruột, do đó việc không có tư liệu cũng là điều dễ hiểu. Việc khảo cứu một số tài liệu cũng cho thấy, Lưu Dung chỉ có con trai nuôi, chứ không có con trai ruột, thậm chí ngay cả con gái ruột cũng không có. Về con nuôi của ông, ghi chép lịch sử cũng có nhiều bất đồng. Một số tài liệu ghi rằng con nuôi của Lưu Dung
tên là Lưu Tích Bằng, đảm nhiệm chức huyện lệnh. Nguồn tư liệu khác lại khẳng định Lưu Hoàng mới là người thừa tự của Lưu Dung, làm quan đến chức thượng thư trong triều. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nhé!